Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bề cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Gốc là tiên tổ ơn sâu, rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê huệ thịnh vượng thọ trường, vương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ, ngậm trần hoàn trăm họ gian lao nhớ cầu, bách điều quý sao ý nghĩa. Sao trăm khe ngàn suối dồn vào một sông, ơn tổ tiên vun trồng công đức tu tinh thần, vằng vặc ngàn thu nhớ cầu âm thủy nguyên. Nhớ câu âm thủy nguyên xưa, ngọt nề mà không gốc cứ đổ vững sao. Ơn tiên tổ vun ni trồng công đức tụ tinh thần, vàng nghề vặc ngàn xưa nhớ ơn bành nghề tổ cao dày. Some of my
sáng xuống dạo chơi, các bồng lai tiên cảnh chẳng xa cõi trần. Tiên sông của ban đào, diệu tiên đòi thổ địa lâm thần hỏi xem thiên hạ muôn dân thế nào. Thanh ca dòng dõi châm oanh ngày nay nức tiếng thơm danh. Ngày nay dành ơn ai vun rơi cho cành nở hoa, đức sáng rọi sơn hà cầm tú mà đức sáng vùng vũ trụ bao la, nhớ nguồn sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công cha ai từng. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường, dẫn nhìn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày. Con được đi chơi về.
quan trần thì giúp quan âm thì phù đại cha ra ban sức khỏe cho chúng con cầu xuân xin sức khỏe này cha này mẫu này chúa này cha con này hội đồng vua cha nó hòa con này hội đồng tam toàn thánh mẫu con này hội đồng vũ vua bà tam toàn chúa thiên con này hội đồng quan lớn vũ hội đệ tân cô nam hội đồng các quan con này hội đồng ông tai bà quản bản đền bản điện đại đức vua cha nó hòa trung tâm cho bách gia trong họ chúng con này cha thiên cha nguyện rửa mắt chồng đầu con là ngai vai tôn là đế con xin bắt đế vua ngồi con xin bắt vua vua ngự đại tử con nhất tâm nhất nhiệm nhất bái và nhất cầu con xin sắm đế lễ hậu vua cha
Chị. Đây đây, có đây. Nguyễn Hà Thanh, phải hộ. Đặng Kiên Cường. Hà Thị Kim Dung, phải hộ. Nguyễn Mạnh Hà. Nguyễn Thị Như Hoa, phải hộ. Bùi Văn Tuấn. Trịnh Văn Phóng, phải hộ. Nguyễn Ngọc Triều. Nguyễn Trung Kiên, phải hộ. Vũ Văn Phóng, phải hộ. Hà Thị Lan Hương. Nguyễn Thị Cưới. Lê Đắc Vương, đâu rồi? Nguyễn Ngọc Hương, phải hộ. Nguyễn Ngọc Phượng. Có đây. Về đây là ông nhé. Có đây. Chị Xuân Thắng có đây không? Có. Con đây ông ạ. À. Nghe nó mát cái ruột. Lưu Văn Cương, phải hộ. Hoàng Minh Hiếu. Hiếu Nguyễn Minh Hiếu. Con đây ạ. À. Con đây. Hoàng Minh Thu. Mai đi. Mày cái đống đây mày thích. Cho nhiều tiền vào đấy. Vâng ạ. À. Mày phải hộ dưng đây chứ. Có ăn à. Không cho. Vâng, con có. Lê Thanh Quang. Ông cho tiền chứ chúng mày đi lấy đã chứ. Gì mà tụi nó mua hành sai. Mày cho ông bốc, bốc hết. Hạ vào đây. Xong chưa để ông chứng cho Trần Giang sớ. Bách ra cho họ đây. Ông Hồng là con gái con năm nay 12 tuổi. Biết người được. 12 tuổi hả? Đây thì Ngọc Hiền xa, xí xa. Nè. Nó bé, ông bảo nó 12 tuổi. Chuyển thớ ra. Đang chơi. Cháu bé, bán một đòn. Bán ra. Xe bán luôn rồi. Nhé. Cho lại ngược cuối thế này. Bắt đầu có cuối sao lại ngược phèo lên thế này. Sáng ơi. Hai sáng. Từ từ. Ta đã chứng sớ đâu. Đâu số 5 tuổi đâu. Bạn sinh năm bao nhiêu? Vừa muốn gì thì ăn. Có chưa? Tao thấy chúng mày có cơm nắm mà cho mẫu. Vâng, ông ạ. Hay này quên. Có. Ừ. Ông về mẫu xa đấy. Ông hay ông thử tâm chúng mày xem chúng mày khắc phục ở đâu. Trứng này, xôi này, gà này, xem chúng mày ăn đi. Lạy ông ạ. Lạy ông ạ. Ông ăn chúng mày đầy trứng này. Cho con đưa bé vào trong đút túi. Dạ. Cái thằng tham ăn. Đó. Mèo, mày chẳng lo đói. Vâng, ông thì cá nào thì cua nào thì bò thì trâu chúng mày vào đi chúng mày tông mẫu biết mẫu thương con thế nào không Trần? Thương cái đứa này nó chẳng biết gì dạy khờ ngu ngơ. Ai chắc lấy vợ hai nhỉ Trần? Khổ nó lấy vợ hai. Này khổ hai chồng. Coi chưa? Nợ duyên thì trả đi con, nợ duyên bao giờ trả hết rồi Trần? Nhá. Có khúc có phần ông sẽ ban cho. Sẽ mày mày hôm nay cũng giỏi chứ giỏi em sướng đâu. Năm nay đi đến ông gặp lần đầu nhé. Bé trai nợ duyên bên ngoài gái theo đầy. Một cổ hai chồng nhé. Yên tâm đi cứ hai vợ thôi con ạ. Vợ trong vợ ngoài. Cứ bỏ nó cũng không xong. Nghe nói chưa? Thôi thì có đi có lại với toại lòng nhau. Ông cho được công danh. À công danh? Còn gì nữa? Con công danh con được.
ông quán sắc rồi hầu cha tí mẹ đến nơi rồi. Không dành để bốc này bắt hương tổ tiên đi. Nhá, không mạng xạ đấy, trên nói dưới không nghe, trên đây dưới không sợ. Hai anh em nhỏ này cũng chắc đấy. Không có nhiều nhận gì đâu. Có không chẳng? Ngọc Chiều ơi. Có ăn lại không dạ? Thế mày thờ thủ, từ thờ điện thì mày thờ những cái gì? Ông nhìn nhà mình chẳng có gì. Trên thì có bóc, ở dưới thì có bóc củi. Trên thì thoảng gà nó mà phải thăm. Đấy chỉ thờ Chúa đây nhé. Bắt hương Chúa để ngoài đấy nhé. Chứ phủ nhà mình này không có ai vào đó đâu. Từng để cọc, mới để ngoé chu đầy vào gầm đấy. Chó nhà mình còn chui vào đây nằm nữa cơ. Tranh thủ làm đấy, chu đầy. Bóp.